Anh thông cảm nha, cái nhà này mới lần ra vô mắc có thẻ mà em quên mang thẻ. Em mắc chạy lên lấy. Em cảm ơn nha. Xong rồi anh ha. Dạ, em cảm ơn. Xe của anh William Vũ, anh ấy mua của mình 6 hộp, anh ấy gửi cho mình 100 đô mua 6 hộp là còn dư 200.000, anh ấy bonus cho mình luôn. Thì là 4 hộp anh ấy tặng cho người nhà anh ấy, còn lại 1 hộp anh ấy tặng cho 24 giờ. 1 hộp thì tặng cho mình. Mà mình thì mình sẽ tặng cho sinh xe. Còn đây là cái hộp của 24 giờ. Anh William hả? Đúng rồi. Tặng cho 24 giờ sao không tặng cho bé cọ nữa ta? To lên, nói to lên. Không có mình biết. TV nói thì anh William có bonus cho em một cái món quà mứt Tết này thì em cảm ơn. Thật sự là rất là cảm ơn anh nhiều. Tại vì tặng cho GoGo TV cô giáo Hà Tâm mà còn nhớ tới 24 giờ. Đương nhiên rồi. Nói chung em không có quay mặt 24 giờ được, về mất công che tốn thời gian lắm anh ơi. Che này được rồi. Hello anh em nha. Ngay bây giờ mình sẽ cho các anh em xem một đoạn video cool ngầu. Sao tự nhiên tôi nhát vậy ta? Để ra đây nha. Xin tô 444. Sao nhìn anh dữ em? Thấy anh như vậy ổn chưa? Hả? Hả? Em không biết hả? Tại em còn nhỏ quá cho nên em chưa biết. Em nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi hả? Vậy 3 năm nữa là em sẽ biết. Wow. Thì giấc này anh đi tặng người yêu anh mà. Người yêu anh cũng khá là giống một người ở đây á. Hả? Giống ai hả? Tất cả các anh em đã quay trở lại với GoGo TV. Hôm nay không phải là clip xe ôm, cũng không phải là một clip về sang xe. Hôm nay sẽ là một clip hướng dẫn các anh em kiếm 200 đô một ngày. Thấy phải có đúng không hả? Nó giỡn thôi. Thì chuyện là như thế này. Cách đây vài hôm á, có một chú ở bên Mỹ nhờ mình mua một bó hoa. Có 36 bông hồng vàng và 4 bông hồng đỏ cắm xen kẽ như vậy nè. Thì chú ấy chỉ nói là chỉ cần 36 bông thôi, còn lại là mấy cái này là mình tự thiết kế hết. Thì mình hỏi hai chỗ, một chỗ là 1 triệu một bó, với một chỗ là 700. Thì mình gọi cho chú ấy bảo tới chỗ 1 triệu mà mua. Thì mình tới chỗ 1 triệu, mình thấy mẫu này mình ưng, nhưng mà giá nó có 700 hả các bạn. Cái bill, đây là cái bill thanh toán, đã thanh toán nha. Hoa giỏ, 700.000. Thì cầm cái này để xách đi cho nó dễ á. Chú ấy nói là một cái lãng hoa, mình tới mình nói lãng hoa đó mà sao người ta cấm thành một cái hoa giỏ, không biết chú ấy có vừa chung nữa. Nhưng mà thực sự đối với mình thì rất là đẹp. Chú ấy coi clip của mình với sensei á, cho nên chú ấy biết tới mình, cho nên nhờ mình như vậy. Thì bó bông này là 700, còn hộp mứt này là 350.
còn lại tiền công mình lấy chú là 300.000 các anh em. Mình mời các bạn cùng với mình với bó hoa, mang bó hoa này với hộp bích này ra sân bay để trải nghiệm chuyến hành trình rất là thú vị nha. Cái phòng mình á nó kín á, đem bông về á, cái bông tỏa hương ra thơm dữ lắm, thơm luôn á, đã gì đâu. Hello anh em nha, mình đang trên đường đi ra sân bay nè các anh em, nhưng mà mình muốn cho nó cool ngầu một tí. Ngay bây giờ mình sẽ cho các anh em xem một đoạn video cool ngầu. Thì mình muốn cho nó có một điều gì đó đặc sắc một tí trong cái quá trình mình đi á. Thì mình tính phi thẳng một mạch từ nhà mình ra sân bay luôn, nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là buồn. Bà em ly xin tô bơ á chị. Tự nhiên tôi nhát vậy ta. Để ra đây nha. Sao nhìn anh dữ em? Thấy anh như vậy ổn chưa? Hả? Hả? Em không biết hả? Tại em còn nhỏ quá cho nên em chưa biết. Em nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi hả? Vậy 3 năm nữa là em sẽ biết. Wow. Anh để nhờ xíu nha. Hả? Thì em với mẹ anh đi tặng người yêu anh mà. Qua đêm nay là sinh nhật bạn đó. Anh tính tặng khuya nay luôn. Anh là người đầu tiên để tặng cho chị đó đúng không? Không, anh là một người bình thường thôi. Người yêu anh cũng khá là giống một người ở đây á. Ai vậy? Hả? Giống ai anh? Giống ai hả? Mà làm phiền quá hả? Rồi cảm ơn, đẹp quá. Như vậy là em thấy ổn rồi đó. Của em nhiêu? Bạn gái hả? Đúng rồi, bạn gái anh cũng khá là giống em á. Thôi quên, tự nhiên trả tiền móc điện thoại ra làm gì. Quên. Bao nhiêu em? 27 nha. Thôi bông là bạn gái thích luôn. Thích hả? Em có thích không? Em cũng thích, nhưng bạn em cũng thích mà. Đẹp, đẹp đúng không? Cảm ơn em nhiều nha. Anh đi đây. Thực ra là anh rước người nhà anh ở sân bay. Chứ tặng người yêu người ta tặng bông đỏ hay tặng bông vàng làm gì? Em tưởng anh tặng em hả? Không, sao để tim. Em có muốn anh tặng em không? Bye bye nha. Dạ. Hay à, thật là hấp dẫn quá đi đó mà. Thì à, cái bó hoa này nó người ta gói rất là cứng cáp luôn nha. Cái đế ở dưới to lắm cho nên mình có thể để ở trên xe mình chạy. Và mình sẽ chạy thật là chậm để cho bó hoa không có bị tổn thương. Để cho bó hoa thật là nguyên vẹn khi mà mang qua tặng cho chú. Trời, hồi nãy mình tính xem Zalo rồi mà thôi mất công quá. Công á, anh em lại comment trên xe ơi. Biết là các anh em còn nhớ cái clip mà mình chở chị gái một con ở sân bay không? Clip đó được rất là nhiều view luôn. Hình như được ăn đề xuất á, sẵn ở đây là PR cho clip đó luôn. Anh em nào mà chưa xem á thì nhớ bấm vào cái tích ở trên màn hình nha. Rồi bây giờ lại vô sân bay thôi.
Ôi, cái vỏ hoa nó lạnh ghê luôn á. Cái xốp á, không hiểu nó có cái chất gì mà lạnh rang cái đùi của mình luôn. Ủa tí ai? Bà xin bộ đó. Bà xin bộ đó. Bà xin bộ đó. Các anh em biết tại sao hồi nãy mình không chọn mấy cái bạn mà ngồi ở bàn không, mà mình chọn bạn đứng không? Tại vì mấy cái bé ở bàn nó còn nhỏ, nó chưa đủ 18 tuổi. Bây giờ nó kêu nó đứng dậy, nó quay một vòng ra thì kỳ lắm. Phải xin những ai mà đủ 18 tuổi đứng dậy cầm quay mới gọi là ok. Chợ bó hoa ai cũng nhìn thích ghê. Chi nó ướt nhẹp cái đùi mình luôn nè. Nó có nước á. Có nước ở đây bảo quản lâu quá các anh em. Ôi, cái chị đó giống chị gái mình ghê. Cũng mặc cái áo kiểu dài dài vậy. Nhớ chị gái quá. Thì lý do nhớ là bởi đơn giản 70% số vốn đầu tư thiết bị làm YouTube của mình là từ chị gái. Bởi vậy mới nhớ thôi. Nói ra chị đừng có buồn nha chị hai. Còn lại 30% số vốn làm YouTube các anh em biết từ đâu không? 25% của ba mẹ, 5% là của mình. Các anh em biết tại sao nãy mà mình chỉ nhờ bạn nữ kia cầm giùm mà mình không có nói giả bộ là anh tặng em nè, rồi mình cho mình lấy lại không? Bởi vì đây là bó hoa tình cảm của chú dành tặng cho cô, cho nên mình không thể nói mấy câu giận giận đó được. Bởi vì bó hoa này là được mới hoàn toàn, chưa được tặng cho ai hết á. Thì thực sự hồi nãy mình chỉ là nhờ cầm thử xem có đẹp hay không thôi, chứ mình không có ý gì hết á. Và mong chú thông cảm cho mình. Con chỉ muốn cầm cho bạn ấy cầm thử xem là cái bó hoa khi mà một người con gái, một người phụ nữ cầm thì nó là sẽ như thế nào. Thì thật sự rất là đẹp. Đấy, đơn giản vậy thôi à. À, đi gần tới ra quốc ngoại rồi các bạn. Dừng lại uống nước xíu. Bên kia người ta đang nâng cấp mặt đường của sân bay kìa. Thì đường sân bay nó rất là đẹp rồi mà còn phải nâng cấp thêm nữa hả ta? Phải không? Phải nâng cấp mặt đường không ta? Tại mình thấy mấy cái xe này khá là giống. À đúng rồi, đang cào cái lớp đường cũ lên á. Bởi vì cào cái lớp đường cũ lên thì đổ lớp đường mới, nhựa đường mới nó mới dính. À, sân bay vào ha. Rồi hẳn cái xe riêng nữa là nãy giờ ai cũng nhìn mình hết đó các anh em. Tội cái nón 3/4 đi còi còi trong đây. Gắn một cái camera, trên tay một bó hoa bự chầm bá. Mình đi từ bên kia qua bên đây là không có ai cầm một bó hoa to như mình cả. Trời ơi, coi mấy cái xe đẩy nè. Cái này khuya rồi, 12 rưỡi rồi. Xếp hàng dài lại. Phụ nữ ai cũng thích hoa các anh em. Thế mình cầm bó hoa nhìn hoài. Có điều cái thằng cầm nó hơi xấu trai. Chứ nó mà đẹp trai nữa thì thôi, bá cháy bò chát chó. Nè, phải như cái anh đẹp trai vừa rồi đi qua cầm bó hoa thì thôi, bao phê luôn. Đây là những du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam. Vậy anh này như là anh là hướng dẫn viên hay gì nè. Anh dẫn đầu đoàn, anh có cầm cái máy quay nữa. Đoàn này rất là đông luôn. Như là Ấn Độ hay là. Ây dạ. Đi thăm. À, dạ chị ơi, có người gửi cho mẹ của chị á, chị nhận giùm em nha. Okay. Okay. Cảm ơn chị. You're welcome, babe. Dạ. Dạ không, chị có biết là gửi cho mẹ của chị đúng này. Đúng rồi không? Chú ấy không có muốn cho cô biết là chú ấy tặng. Chắc là muốn gây bất ngờ. Cái ATM này mình trốn. Chú đưa mình tới 100 đô lận á. Mà tổng hết đâu có tới 100 đô đâu. Nè, mua có bó hoa có 700 ngàn à. Thì cái bó hoa đó mình gọi điện cho cái shop á, là 1 triệu. Nhưng mà mình ra tới á, nói hơi người ta bán có 700 à.
cái hôm mình gọi điện á là người ta báo giá 1 triệu, còn mình ra tận shop luôn á là có 700, mà chú ấy lại gửi cho mình 100 đô. Ok, mình đã xong nhiệm vụ rồi anh em à. Thì ở đây, đây là nhà xe. Và bây giờ mình lên đường mình đi về thôi. Và bây giờ mình lên đường đi về thôi. Cũng khuya rồi, cũng 2:30 rồi. Thì hồi nãy các anh em cũng có thể thấy rồi, cái lúc chú gặp mình mà mình quên quay lại. Thì thật sự nhìn chú rất là năng động luôn á. Chú trẻ trung năng động, với lại mình đoán có lẽ chú sẽ là người rất là vui tính luôn. Chú gặp mình là chú là thấy rồi. Vui, nói chung là thấy cảm giác gần gũi lắm các anh em à. Với lại ui, mấy bạn thấy sương không? Lạnh á, lạnh thấy sương luôn. Quá trời anh em rát luôn. Tổng chi phí của chú là có 1,1 triệu thôi, nhưng mà chú ấy mừng tuổi cho mình 100 đô luôn. Vậy là mình còn được 1,2 triệu là sung sướng lắm các anh em. Đó giờ chưa bao giờ mà mình thử cái cảm giác mà đi mua bông rồi lông nhông ngoài đường, ra sân bay ngồi chơi tí xíu được 1,2 triệu. Thiệt, lần đầu tiên trong cuộc đời mình có cái cảm giác đó luôn. Thật sự rất là nhiều tiền luôn. Còn đây là 100 đô của anh William Vũ mua mức ủng hộ mình. Đó, anh ấy tặng, anh ấy mua rồi anh ấy tặng ngược lại cho mình nữa chứ. Tặng ngược lại cho mình rồi tặng cho 24 giờ nữa. Rất là hạnh phúc luôn. Cảm ơn các anh em đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha.